Tiếp theo clip của tối ngày thứ tư ngày 27 tháng 3 nha anh em ơi, lên cho anh em xem thêm một cặp máy Asus Bobby nha. Đó, 5 tháng nha anh em ha. Ờ, con ở uh, trước mặt anh em á, con ở gần em nhất á, con nó một cái rưỡi nha. Con ở phía sau thì một cái bảy gần một cái 8 rồi nha anh em ha. Rồi cặp máy tơ luôn. Cặp này thì anh em uh, tới đẻ thì khoảng tầm đâu đó 2 kg hơn 2 kg nha anh em ha. giáng dấp tuyệt vời, ok lắm. Cặp máy này thì em để giá là 3 triệu nha. Bán nguyên cặp, giá trên bao ship tất cả mọi miền cho anh em luôn Khung vai mấy con này rất là tốt luôn ha anh em ha Em nghĩ là độ con ACU là mau chơi nhất nha anh em Như con Mỹ mà nhét vô con ACU á Mau chơi nhất ACU Bobby này là mau chơi nhất luôn á Chứ anh em mà độ mấy con như Thái hay là độ mấy con ACU Pakistan á Anh em pha gọi là trường chinh luôn anh em ơi Ở cái bộ môn này thì không có công thức nào là gọi là chính xác hết nha anh em ha? mình cứ chơi, mình trải nghiệm, mình thử qua, tự mình cảm nhận, tự mình pha chế ra. Mình mang đi chơi thì mình rút được những kinh nghiệm ha. Rồi, ai à, có mến thì alo à, em ha. Chào anh em.